Ngày 11 tháng 11, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Công an tỉnh về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tiếp đoàn giám sát có Đại tá Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Những năm qua, Công an tỉnh đã thực hiện hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu và các mặt công tác lớn đề ra. An ninh chính trị được giữ vững, phát huy vai trò là một trong những lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch. Công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đạt kết quả tốt. Phạm pháp hình sự năm sau giảm so với năm trước. Tỷ lệ điều tra khám phá án các năm đạt kết quả cao. Trên địa bàn không có tội phạm có tổ chức, tội phạm băng ổ nhóm, không để hình thành các điểm phức tạp về cờ bạc, ma túy, mại dâm. Các vụ án nhạy cảm xã hội quan tâm nhanh chóng được điều tra làm rõ. Công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội được siết chặt đi vào nền nếp, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, công tác phòng cháy chữa cháy, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện đạt kết quả tốt. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Công Thắng, trưởng đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao kết quả Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời gian tới, đề nghị Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao chất lượng công tác xử lý tin báo tố giác tội phạm, tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, đấu tranh phản bác những thông tin xấu trên không gian mạng, những thông tin giả, sai sự thật, nắm chắc địa bàn, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp, phát sinh ngay từ cơ sở, không để đột xuất bất ngờ, không để hình thành điểm nóng trên địa bàn tỉnh. Đoàn giám sát sẽ tập hợp các ý kiến đề xuất của Công an tỉnh, báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Thay mặt Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn giám sát. Từ đó, Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cuộc sống bình yên của nhân dân.